được đó à? Ê, ngon lành đấy. Rồi vô vô. Đạt 6.8%. 66.4/8.6 km đường trục chính nội đồng Thanh Hóa đạt 70%. Ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn quận huyện, trong suốt 10 năm qua, sự đồng thuận bằng việc làm người dân trong huyện hiến đất, cây trồng trên đất, đóng góp ngày công lao động đã góp phần không nhỏ để xây dựng nên thành công đường giao thông. Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, trong giai đoạn 2010-2019, huyện Nam Đẻ là địa phương được ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Tạm chúc mừng nào Đạt ơi. Trong đó, diện tích đường tuyến chuyển dưới khu vực nhiều dọn, công ty ăn trái và nông nghiệp là 3.246 ha, đạt tỷ lệ 21.2%. Theo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm cuối năm 2019, toàn huyện có 100% số xã, thị trấn có thể phòng dịch đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Có 12.511/12.886 hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn, đạt 90.7%. Tổng số kinh phí đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống điện giai đoạn 2010-2019 khoảng 25.605 tỷ đồng. 10/10 xã thực hiện phong trào xây dựng đường điện xã nông thôn, dọc các tuyến đường từ huyện xã đến nông thôn với chiều dài 55.4 km. Hệ thống điện lưới quốc gia đã và đang phục vụ hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ văn hóa tinh thần cho người dân địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã và đang được trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Nam Đẻ triển khai hiệu quả. 8/8 xã có nhà văn hóa đã đạt chuẩn, 81/81 thôn có nhà văn hóa được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Hệ thống truyền thanh xã và 100% số thôn trong xã đều có tổ chức một chủ loa hoạt động tốt. 8/8 xã có điểm cao đều đảm bảo đáp ứng tốt các dịch vụ về phương tiện giao thông. Năm 2019 có 206/206 thôn tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho tương lai, chương trình giáo dục của huyện trong 10 năm vừa qua đã không ngừng phát triển cả về quy mô, trường lớp, môi trường, chất lượng giáo dục.
Quan Nguyên có 38 trường học, gồm 35 trường công lập, 3 trường tư thục, 38 trên 38 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt 100%, 25 trên 35 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 70%, 3 trên 3 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Đã đánh ngu quá. Sự ủng hộ và hỗ trợ của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc hỗ trợ về nhà cho các người dân, đặc biệt tinh thần nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất và sinh hoạt. Hiện trên địa bàn huyện không có hộ dân phải ở trong căn tạm nhà đổ nát. Cấp xã có 85,6% hộ có nhà được đạt tiêu chuẩn trong quy định. 7,035. Anh đóng học như là gì em? Em tưởng anh bảo là nộp tiền mua camera. Ừ, được. Vậy cũng được. Bạn chơi gì? Không, đâu chơi gì? Chơi đuôi lò, đúng rồi. Hàng thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 27,8%. Đến cuối năm 2019, cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 45,4%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 13,7%, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 10,7%. Mày đi sao mày dừng? Trong giai đoạn 2019-2020, đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, giảm diện tích cây trồng hiệu quả thấp, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gồm vùng sản xuất lương thực trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng với diện tích trồng lúa khoảng 2.500 ha, tỷ lệ tư nhân hóa 100%, thu làm đất và thu hoạch sản phẩm, trong đó chuyên canh sản xuất lúa đặc biệt đặc sản tại xã theo quy định Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ diện tích một phút rồi. Lớp cấp ba. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng với việc đưa cây bắp lai vào sản xuất trên diện tích lúa năng suất thấp hoặc không thuận lợi về nguồn nước tưới. Huyện Đà Tẻ đã xây dựng vùng sản xuất cây bắp hàng năm đạt trên 1.200 ha tại các xã An Nhơn, Đạ To, Tiểu Hải và thị trấn Đà Tẻ. Để khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nghề trồng rau nuôi tầm của huyện Đà Tẻ đã được hồi sinh và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và đã trở thành vùng sản xuất lâu năm trồng cây cơ giới hóa không làm đất 85%, thu hoạch 12,7%, công nghệ đạt 692,4%, đạt 45,7%, sản lượng kiến tạo năm 2019 đạt 2.000 tấn. Với mục tiêu đa dạng hóa cây trồng trên cơ sở khai thác những yếu tố thuận lợi về đất đai, khí hậu, huyện Đà Tẻ đã xây dựng vùng sản xuất cao su diện tích 3.500 ha, trong đó cao su tiểu điền 1.200 ha, diện tích cao su hơn 2.000 ha. Hiện phần lớn diện tích cao su tiểu điền và cao su sản xuất tập trung chủ yếu đã và đang cho khai thác điện. Cùng với phát triển các loại cây trồng mang tính chủ lực và truyền thống, được sự hướng dẫn của chính quyền, ngành nông nghiệp địa phương cùng sản xuất cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bưởi da xanh, cam, quýt, mít, bơ, măng cụt có diện tích đạt 1.656 ha đã được bà con nông dân trong huyện xây dựng. Quy trình sản xuất đã được áp dụng tối đa tiến bộ kỹ thuật như cơ giới hóa ở khâu làm đất, chăm sóc đạt 87,5%, ứng dụng tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa 904/1.656 ha đạt 54,6%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đạt từ 700-1.000 triệu đồng trên ha. Năm 2019, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên ha đạt 85,28 triệu đồng.
để đáp ứng yêu cầu của quy mô phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Trong nhiều năm qua, ngành chăn nuôi của huyện Nam Trà đã có sự chuyển dịch rõ rệt về quy mô sản xuất, như số trang trại chăn nuôi chuyển dần từ nhỏ lẻ, tự phát sang xây dựng các trang trại có quy mô vừa và lớn. Hiện trên địa bàn huyện Nam Trà có 10 trang trại nuôi lợn quy mô lớn khép kín với tổng đàn 40.800 con tại xã Triệu Hải, Quảng Trị, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hà Tĩnh. Thấy rõ lợi ích, đặc biệt là sự phát triển bền vững trước nhu cầu của cơ chế thị trường sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã tập trung phát triển được 32 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó, các chuỗi liên kết có quy mô lớn gồm kén tầm 1.200 hộ trên 813 hectare. Tổng số 37 trong quý kén trên năm đạt tỷ lệ 39,76%. Lúa gạo có 700 hộ trên 335 hectare liên kết sản xuất, hợp đồng tiêu thụ hơn 2.000 tấn trên năm. Chủ yếu hợp đồng tiêu thụ nhất quyết đạt tỷ lệ 5,6%. Củ cao su 200/266 hectare, hợp đồng tiêu thụ 350 tấn trên năm đạt tỷ lệ 14,4%. Trái cây các loại, sầu riêng, bưởi da xanh, quýt, vân vân, 340 hộ trên 320 hecta liên tiếp, hợp đồng tiêu thụ 4.500 tấn trên năm, đạt tỷ lệ 15,13%. Tre tầm vông 120 hộ, sản lượng 250.000 cây, đạt tỷ lệ 40,7%. Ngoài ra, phát triển 27 chuỗi liên kết của các tổ hợp tác từ khâu cung ứng vật tư, tư vấn kỹ thuật, thu hoạch và chế biến nông sản. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, cùng với việc không ngừng đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã được huyện và ngành chức năng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện lồng ghép đồng bộ hiệu quả. Do vậy, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng lên rõ rệt. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,39 triệu đồng, thu nhập bình quân toàn huyện 26,75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%, giảm 18,84% so với năm 2010. Với mục tiêu hướng tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, ngay từ khi triển khai chuẩn bị xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng cảnh quan môi trường đường làng ngõ xóm khu dân cư đã được chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện quan tâm, tập trung triển khai tôn tạo chỉnh trang nhà ở khu dân cư, nơi công cộng, đảng tài sản. Theo đó, các trục đường thôn, đường xã đều được trồng cây xanh, làm cỏ. Nhiều phong trào từ các tổ chức đoàn thể, hiệp hội phát động và triển khai đến ngày thứ bảy chủ nhật, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn, tuyến đường hoa cỏ lạc. Đến nay đã có khoảng 32.000 m2 trồng hoa, thảm cỏ bên lề đường, 13.000 cây tre bóng mát phát triển xanh tươi, 29.000 mét hàng rào bằng cây xanh ở thôn xóm, tạo cảnh quan thoáng mát trong lành xanh sạch đẹp. Do tại địa phương không có khu công nghiệp nên rác thải chủ yếu là rác thải từ sản xuất và sinh hoạt. Tại khu vực thị trấn, lượng rác thải thu gom xử lý tập trung đạt 85%. Tại khu vực nông thôn đạt 60-70%. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Giờ Trái Đất, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phát động phong trào chống rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tỷ lệ hộ dân tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn là 2.343 trên 8.218 hộ, đạt tỷ lệ 28,5%. Với mục tiêu
bảo đảm sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, chính trị bền vững. Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, trong những năm vừa qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của các xã luôn được giữ vững và ổn định. Không có tổ chức cá nhân hoạt động chống phá đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không có vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019 đạt khoảng 2.869,9 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 815,9 tỷ đồng, chiếm 28,4%, vốn tín dụng 1.670 tỷ đồng, chiếm 18,9%, chủ yếu người dân vay vốn với mục đích phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả kinh tế. Vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã 41,9 tỷ đồng, chiếm 1,46%. Vốn cộng đồng dân cư 112,1 tỷ đồng, chiếm 3,90%. Vốn huy động từ các nguồn khác 230 tỷ đồng, chiếm 8,05%. Huyện Đà Tẻ không để xảy ra sai phạm xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đã nỗ lực đạt được trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, đặc biệt những khởi sắc sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Đà Tẻ nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đà Tẻ quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó không kịp, đây là chạy như
bệnh cúm phổi và virus corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã khiến người dân nước và bệnh đang lan rộng trên toàn cầu. Đúng là mọi hiếu nó đi nào hiếu. Thank you.
Đi ra kia, 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 đi ra kia